Dạ. Dạ. Vậy ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Ông bà bệnh rồi, tối nay không thể gửi bé Cam qua nhà ông bà được anh ạ. Vậy thôi. Hay là tối nay mình xem phim ở nhà đi. Nhưng mà màu tivi không đẹp bằng rạp phim, âm thanh cũng không hay bằng nữa. Chào mừng mẹ Ni đến với rạp phim Tại Gia của Ba Xô. Hay là mình xem phim nha. Ừ, được á. Wow, không ngờ màu sắc và âm thanh không kém gì so với ngoài rạp anh nhờ.